Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất 61 km một giờ, cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng Tây với tốc độ 15 km một giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến 10 giờ ngày mai 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông tiếp tục theo hướng Tây và tăng tốc lên 20 km h gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9, và đến 10 giờ ngày hôm sau, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ở khu vực cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất cấp 8, 74 km h giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7, 50 đến 60 km h giật cấp 9, 75 đến 88 km h biển động mạnh. Cũng liên quan tới nội dung trên, ngày 16 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ ngành về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Cùng với đó, đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Các bộ ngành và lãnh đạo các địa phương được yêu cầu quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ ngành địa phương được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 16 tháng 9 khu vực các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn, có nơi lên đến 113 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện của các tỉnh như Điện Biên có nguy cơ cao ở khu vực các huyện Điện Biên. Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Trà, Mường Nhé, Đậm Pồ, thành phố Điện Biên Phủ, tuổi Chùa, Tuần Giáo. Tại tỉnh Sơn La có nguy cơ cao ở các khu vực các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Phủ Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, súc Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ. Sạt lở ở Yên Bái có nguy cơ cao ở các khu vực các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Thị xã Nghĩa Lộ, Văn Trấn, Văn Yên, Yên Bình. Ở tỉnh Lào Cai có nguy cơ cao ở các khu vực các huyện Bát Sát, Thị xã Sapa, Văn Bản. Ở Hòa Bình có nguy cơ cao ở các khu vực gồm huyện Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình. Tỉnh Phú Thọ có nguy cơ cao ở các khu vực huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Đông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Yên Lập. Cứ vào mùa mưa bão, sạt lở đất lại diễn biến phức tạp, để lại những hậu quả nặng nề cho người dân, đặc biệt là các địa phương miền núi. Tại Hà Tĩnh, có rất nhiều hộ dân đang sống dưới chân núi, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra khiến người dân hết sức lo sợ. Thế nhưng giải pháp duy nhất mà chính quyền và người dân có thể thực hiện để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản chỉ là sơ tán mỗi khi có mưa bão xảy ra, ghi nhận của phóng viên VTC. Từ năm 2017 đến nay, ngôi nhà của ông Phan Ngọc Thành ba lần chịu ảnh hưởng của sạt lở đất hàng trăm mét khối đất đá và cây cối tràn xuống vùi lấp tường nhà. Hiện nay cứ vào mùa mưa lũ là gia đình ông Thành phải chủ động sơ tán đến nhà người thân để trú tránh đảm bảo an toàn. Tại đây có ba hộ dân sinh sống nhưng có một hộ đã phải di rời đi bởi nỗi lo sạt lở. Nguy cơ thật đấy là trời mưa to nên đến sạt cả đêm đến gắt chặt chạy chay. Ở đấy á, ký cơ đất, cơ địa đất á thì nó rất là yếu. Và hàng năm khi trước khi mùa mưa lũ thì có những cái mạch nước ngâm là họ là nó chảy ở trong cái núi chảy ra, nó phóng ra rất là mạnh nên cái vấn đề sạt lở là thường xuyên xảy ra liên tục. Tình trạng sạt lở cũng diễn ra hết sức phức tạp trong những năm qua tại núi chùa, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Nhiều ngôi nhà bị hư hại do các đợt sạt lở liên tiếp xảy ra nghiêm trọng hơn khi trên núi đã xuất hiện một vết nứt rộng khoảng 1 mét, kéo dài hàng trăm mét, uy hiếp trực tiếp đến 19 hộ dân sống dưới chân núi. Trước đây là cũng đã có sạt lở nhiều rồi, cả mười mấy hộ dân đấy lo lo sợ đấy, cũng không ăn ngủ yên, trong chỗ đó mưa, đêm phải chạy cả đêm. Thì hàng năm thì cứ đến mơ mưa bữa bão thì xã chính quyền xã với bán công tác mặt trận thôn cũng rất là lo lắng mỗi lần mưa bão đến thì đều phải di dời các cái Hồ dân ra khỏi các cái vùng nguy cơ đó thì xã cũng đã đề xuất cấp huyện cấp tỉnh nhiều lần để xem xét đánh giá cái mức độ nguy cơ sạt lở với phạm vi ảnh hưởng để có phương án xử lý chất điểm Sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường qua giả soát thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh. Địa phương hiện có gần 500 hộ dân trên địa bàn 9 huyện, thị xã, nguy cơ sạt lở đất. Trong đó nhiều nhất là ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Thứ nhất là phải là tổ chức tuyến truyền vận động người dân để là có cái phương án sơ tán mà khi mà có bão hoặc là mưa lũ lớn. rồi là ngoài ra thì cũng phải là uh, có cái các cái giải pháp là giữ rơi các cái người, người dân đặc biệt là các cái vùng mà uh, có các cái diện biển sạt lở như trong thời gian uh, vừa qua mà anh em chúng tôi đã đi kiểm tra và có thể cảnh báo cuộc sống người dân vùng sạt lở như trứng treo đầu đằng luôn thấp thỏm lo âu bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khi chính quyền các cơ quan chức năng chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết thì người dân chỉ biết sơ tán mỗi khi mưa lũ xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, khó đảm bảo an toàn cho người dân khi thiên tai diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bão Yagi cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với ngành giáo dục. Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay có gần 60 học sinh, giáo viên tử vong và mất tích. Các địa phương đang trong quá trình thống kê chi tiết thiệt hại về phòng học và trang thiết bị dạy học. Cụ thể, 52 học sinh trẻ em bị tử vong, 3 học sinh mất tích, 8 học sinh bị thương, 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích. Trong đó, thiệt hại về người nặng nề nhất là hai tỉnh Lào Cai, 35 em tử vong và Yên Bái, 9 học sinh tử vong. Ngoài ra, Cao Bằng ghi nhận 6 em tử vong, Thái Nguyên có 2 trẻ em. Về số học sinh mất tích Lào Cai có một học sinh lớp 5, trường phổ thông dân tộc Bán Chú, tiểu học và trung học cơ sở Ngài Thầu, mất tích do sạt lở tại nhà. Hai trẻ em trường bầm non A Lù, mất tích chưa liên lạc được do sạt lở. Quảng Ninh và Cao Bằng, mỗi tỉnh có một học sinh bị thương. Lào Cai có 6 học sinh của xã Phúc Khánh. Bên cạnh đó, Cao Bằng có một giáo viên thiệt mạng và một giáo viên mất tích. Yên Bái có hai giáo viên thiệt mạng do sạt lở đất. Ngoài ra, nhiều trường bị ngập nước sâu, rất nhiều máy tính, thiết bị phòng học bộ môn, bàn ghế học sinh bị hư hỏng nặng, khó khắc phục, sửa chữa. Trong đó, riêng tỉnh Yên Bái có gần 20.000 học sinh bị mất, hỏng sách giáo khoa. Kinh phí cần có để mua sách giáo khoa ước tính trên 9 tỷ đồng. Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục khẩn trương, tập trung, giả soát đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ kinh tế khắc phục hậu quả. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu xảy ra nghiêm trọng, Trưa nay ngày 16 tháng 9, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một thi thể trôi trên sông Hồng, đoạn giáp danh hai xã Bản Nguyên và Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết, phát hiện một thi thể trôi nổi trên sông Hồng, đoạn qua hai xã trên. Hiện chưa thể thông tin được thi thể trên là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Ông Hùng cho hay, chính quyền địa phương đang chờ lực lượng công an xác định danh tính và sẽ thông tin sau khi có kết quả. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một người phụ nữ là một trong 8 nạn nhân mất tích trước đó. Đến sáng ngày 16 tháng 9, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tỉnh Phú Thọ tiến hành khẩn trương. Trong khi đó, từ đêm đến dạng sáng nay 16 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nó tiếp tục có mưa to kèm sấm sét, mực nước sông Hồng cao khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cũng ảnh hưởng đến công tác lắp cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phân đội tìm kiếm cứu nạn 2 của trường trung cấp 24 Biên phòng, bao gồm 3 huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ, cùng các trang thiết bị lên đường tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Như vậy, hiện tại đã có tổng cộng 8 huấn luyện viên và 8 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đây đều là những chó nghiệp vụ có nhiều kinh nghiệm thực chiến trong tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giao Trang Ba. Đến chiều ngày 16 tháng 9, chó nghiệp vụ vát của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưởng thuộc phân đội 2 vừa tăng cường cũng đã xác định được một vị trí có nghi dấu hiệu của nạn nhân tại một ngôi nhà ngay ở khu vực Thượng Lưu, nằm ở vị trí trung tâm làng Nụ. Hiện tại khu vực này được lực lượng cứu nạn tổ chức khoanh vùng sẽ tiếp tục sử dụng máy xúc để tiến hành đào bới, tìm kiếm tại vị trí nghi có dấu hiệu thi thể nạn nhân.